Em con thì bạn em gái nãy là bao nhiêu tuổi? Dạ, em gái hồi nãy là 9 tuổi. 9 tuổi, còn em trai? Dạ, em trai là 10. Em trai là 10 tuổi. Dạ. Cái này là lúc trước là bà nội đổ hay là con đổ luôn? Dạ, lúc trước là bà nội con đổ, nhưng mà con đổ đây 1 năm rồi. À, con đổ đây 1 năm rồi. Rồi hai đứa em còn đi học không? Dạ, không, nghỉ luôn rồi. Nghỉ luôn rồi hả? Ủa vô bố mẹ không nuôi hả hay sao? Dạ không, cha con mất mẹ bỏ chỉ ở với ông bà nội. Con mở từ 1 giờ, 9 giờ con mới nghỉ, khách còn ngồi là 10 giờ. Bán hết bột thôi luôn nhờ. Dạ. Một cái gì là 30 nghìn. Hai Thái Nhà Biển xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Nhà Biển nha. Hôm nay sáng nay hai chồng em mới từ ở dưới quê xong ở nhà. Thì lên đây chồng em mới vừa trang trí xong cây thông, nhưng mà chắc là chưa trang trí xong anh nhỉ. Chắc cũng phải còn thêm vài trái trâu nữa cả nhà, vài hộp và nữa. Giờ chào đón mùa Giáng sinh. Hôm nay thì có rất là nhiều hải sản. Tôm sú thì sáng nay Thái giao hết rồi, tôm sú đi vào sớm cả nhà. Còn ở đây thì là ốc nè. Ôi ơi, con ốc này nó to như anh Thức ơi. Gần bằng cái tay luôn nè. Đây là ốc hương, mùa này là ốc hương biển nhiều lắm cả nhà. Nhất là những cái mùa mà trời gió á, thì gió là ốc hương biển cực kỳ nhiều luôn. Đây cả nhà. Size này là 15 đến 25 con một ký mà cái giá nó vô cùng rẻ luôn. Đây là em chuẩn bị giao vô nhà hàng kế bên nhà em Thái nè. Vô đây là 5 6 ký vậy đó cả nhà. Ui. Sáng là lựa ra là ốc hương biển size lớn như thế này. Hàng này là phải đặt trước thì mới đóng vào. Trời ơi, to chưa? Con này mà luộc lên mà ăn rất là ngon, nhất là cái ở dưới cái phần đít của ốc ấy, ăn cực ngon luôn. Và bên này là sò huyết cồ cả nhà. Sò huyết cồ này thì ốc hương sò huyết cồ thì lẻ bên Thái vẫn đi bình thường nha. Đây là sò huyết cồ này. Đấy. Hàng sò huyết cồ thì size trung bình là từ 15 cho đến 40 con một ký. Size này là size nhỏ này. Size này là size lớn. Đây. Hàng rất là ngon và tuyệt vời. Sò huyết cồ này mình la cốt là ngon nhất, có nghĩa là mình ăn tái á. Còn nếu như mình ăn tái không được á thì ăn nướng mỡ hành. Đây, sò huyết cực ngon luôn cả nhà mình. Ôi đã chưa. Sò huyết này thì bỏ nhà hàng thì khoảng 200-300 nghìn, còn bán lẻ thì hơn 300 nghìn một ký cả nhà. Hàng này ăn ngon lắm, to lắm đó. Cực to luôn, quá đã luôn. Thì hôm nay thì đóng hết cho tất cả các nhà hàng xong rồi là em định dụ anh Thức là đi lên Gò Vấp ăn bánh xèo. Thì tí nữa anh Thức đóng xong rồi giao ở bên nhà hàng kế bên nhà em Thái luôn. Đấy. Nên là cả gia đình mình giờ đi ăn bánh xèo nha. Còn ốc hương với sò huyết thì lúc trước là thấy ăn thấy gì view cũng nhiều rồi. Giờ mình sẽ đi ăn bánh xèo. Chào con gái nha. Chào con. Trời bé dễ thương lắm nha, mặc dù chưa gỡ khẩu trang là thấy là sau này là hot girl. Cái này là bánh xèo miền Tây luôn hả bé? Dạ, bánh xèo miền Tây. Bao nhiêu một cái em nhờ? Dạ, 30 ngàn. Cho cô xin đeo mic nha. Ồ, to nhờ. Ok. Bánh xèo này mình nhớ tới chị Sông Hỷ một bữa nó về Châu Đốc á, cũng ăn một bánh xèo rất là ngon trên dưới chân cầu. Con này bé năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 12. 12 tuổi. Dạ. Bé của mình mở được bao nhiêu lâu rồi bé? Dạ con mở được 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Một cái to như thế này thì bao nhiêu tiền? Dạ 30. 30 ngàn. Dạ. Cái có tất binh là tôm nè và thịt nè. Giá này ngon quá ta. Ở đây là một mình là con đổ hết luôn hả hay là thay phiên nhau? Dạ một mình con đổ hết ba chảo. Một ngày cô bán được bao nhiêu cái? Dạ khoảng 100 hay là 150 cái. 100 đến 150 ha. Dạ. Tí nữa là Thái sẽ gọi hai bánh ớ chú ha. Dạ bà nội con. Bà nội. Okay. Dạ. Ôi giòn nha. Ôi là bé chú giao chặt thủ nữa.
chú gái chú gái đi học rồi không biết chưa dạ. Đâu biết đâu này tại vì tuổi này là tuổi là bằng tuổi là bây giờ là học lớp 6 em nhỉ. Dạ con học lớp 7. Học lớp 7 nhưng mà giờ còn đi học không? À, dạ không. Ở đây là chị thấy là có hai bé phụ đó là em gái luôn hay là sao vậy? Dạ em gái ruột con. Em gái ruột. Mặt bằng này mình thuê hay là của nhà rồi? Dạ mặt bằng con thuê. Thuê hả? Dạ. Bây giờ mà để thuê một mặt bằng giữa dưới này này phải trả tiền rất là cao. Thì hy vọng là bé từ một ngày đổ một đến một trăm đủ bánh thì sẽ đổ thêm thật là nhiều bánh nha. Dạ. Thế nữa cho cô hai cái nha. Dạ. Đã bắt đầu rồi. Có thể ăn ăn tại chỗ hoặc mang về cũng được em nhờ. Dạ. Rồi xin chưa. Cô cho ba nhỏ một con. Sao anh ngưỡng mộ luôn rồi. Con muốn qua ba chảo này không thì bánh bánh nha. Đó rồi. Mở nó ra thì thôi mà nó bắt làm ở nhà đó. Đa phần là người ta mua về nhiều đúng không con? Dạ. Yeah. Rất bình thiều nhỉ. Cửa từ mấy giờ tới mấy giờ con? Dạ con mở từ 1 giờ, 9 giờ con mới nghỉ, khách còn ngồi là 10 giờ. Ờ, bán hết bột mình thôi luôn nhờ. Dạ. Một cái gì là 30 nghìn, cho cô hai cái nha. Dạ rồi. Giờ này thái đi là 20 triệu. Ồ, tôm là tôm nhảy luôn ha bà. Tôm sống không bà? Này tôm này chất lượng quá. Giữa hai con tôm đi con. Giữa hai tôm cho bà nội. Bây giờ là trưa nắng cũng hơi ít khách nhờ. Dạ. Nếu mà ít khách như vậy mà em rảnh thì tí nữa cho chị đặt là 50 cái mang về. Nhưng mà chị ăn ở đây là hai vợ chồng ăn là hai cái. Lúc thì xưng chị, lúc thì xưng cô. Tại vì thấy bé là ở ngoài thì hơi chững chạc một xíu nè. Nhưng mà cũng như là mình tới giờ trưa thì giờ này thì chị ít khách hơn. Nhưng mà giờ chị nghĩ là chiều là sẽ đông hơn ha. Dạ. Đúng không? Ở nhà xong rồi bạn Lý Anh và Lý Em á, là bằng con á, thế bằng quen á, thường đi á. Đây á, thì Thái sẽ order thêm 50 bánh để về gửi cho các cô chú ở ngoài đường nè. Hoặc là mình sẽ gửi về cho mẹ của mình ăn thử nữa cả nhà. Đây bánh thì một cái là 30.000. Mình có thể ăn ở tại chỗ luôn ha con ha. Giờ thì cho cô hai bánh đi. Để bé tập trung làm để tí nữa là khách vào là vừa. Em con thì bạn em gái nãy là bao nhiêu tuổi? Dạ em gái hồi nãy là 9 tuổi. 9 tuổi còn em trai? Dạ em trai là 10. Em trai là 10 tuổi. Dạ. Cái này là lúc trước là bà nội đổ hay là con đổ luôn? Dạ lúc trước là bà nội cô đổ. Nhưng mà cô đổ đây 1 năm rồi.
À, con đổ đây 1 năm rồi. Rồi hai đứa em còn đi học không? Dạ không, nghỉ luôn rồi. Nghỉ luôn rồi hả? Ủa vô bố mẹ không không nuôi hả hay sao? Dạ không, cha con mất mẹ bỏ đi ở với ông bà nội. Đây là hai cái bánh mà Thái đó order ô nóng nha. Một cái là 30.000 đồng. Đây là gồm có bánh chén nè. Ôi, rau quá trời rau luôn. Nếu mà phụ nữ mà như Thái á, là rất là thích ăn rau. Tại vì ăn rau nhiều á, trời ơi, nhiều dinh dưỡng á cả nhà ơi. Ở đây hình như là có rau rừng nè. Cái này là cái gì anh thích nhỉ? Sung à, lá sung. Nhưng mà hai cái bánh xèo này rất là lớn. Bên này là nước chấm đi. Đây. Trong lúc mà chờ đợi á, thì là buổi trưa thì hơi vắng á. Hồi nãy Thái có order thêm cho đủ 50 cái để mình mang về và ủng hộ cho các bé nữa. Hỏi á, thì nãy giờ mình không thấy bố mẹ á, thì bé chia sẻ là bố mất rồi. Mẹ thì cũng không có ở đây nữa. Nên là ông bà nội là nuôi ba bé. Mà ba bé lại giờ không đi học. Giờ ông bà nội lớn tuổi á, là phụ. Mà bé đổ ở đây là 1 năm rồi đó cả nhà. Cây mắt á. Ồ cái này cú bánh chén anh à. Hay là mình ăn nước như là ở miền Trung ta? Chấm. Chấm thôi. Vậy em lấy này trước. Chấm luôn, múc ra chén nhỏ nè. Ờ à, múc ra chén nhỏ. Đây. Bỏ này vô hả? Anh ăn ớt nhiều không? Chén của anh thức anh ăn ớt nhiều không? À, nhiều. Nữa không? Nữa nha. Bánh xèo này mà lúc mà trời mưa á, mình ăn là phải nói là ngon nhất luôn. Ê, bên này thì có hai bé này, là em là đang phục vụ. Ồ, dễ thương, đẹp gái lắm. Biết lớn lên là hot girl. Như là ở đây là chỉ có cái này thì mình bỏ rau vào. Ở quê Thái là có một nước chấm nữa đó, là mình bỏ bánh vào nước á, mình ăn chung luôn là bánh xèo nước. Anh nghĩ ở đây là bánh xèo chấm. Ôi rau nè. Ồ có đinh lăng luôn anh thức. Đây đinh lăng nha. À, coi thử là bánh có giòn không nha cả nhà. Ui. Ui giòn quá giòn luôn. Cái này xin phép mình dùng tay quá. Nãy á, là có mấy đĩa đằng trước á, để đợi khách vào á. Thì à, Thái định lấy luôn mà bé nói cô ơi, cô ăn bánh nóng đi cho nó giòn cho nó ngon. Đây topping nè. Ồ nóng, mùi tôm. Bà nội nói là tôm á, ngày nào cũng là tôm sống hết trơn á. Được bỏ trong cái chỗ đá để dành mình đổ từ buổi sáng đến buổi tối á cả nhà. Anh Thức. Trong lúc là đợi mình xin cái chén để anh Thức. Tại vì anh Thức đang quay phim á cả nhà. Nhiều khi anh Thức là chưa kịp ăn hết thì có chén bỏ vào. Rồi, cảm ơn con gái nhiều. À, tí em làm anh cuốn khác nha. Wow. Đúng rồi. Mình ăn bánh xèo mà mình ăn nóng thì mới ngon. Có lá sung nè, đinh lăng nè, đầy đủ rau. Còn nước chấm này thì em nghĩ là ăn chua thêm một xíu là ngon. Ok. Rồi. Ở trong thì hơi tối một xíu nhưng mà mát nha. Quạt quá trời quạt luôn. Để anh cuốn nhanh thức nha.
Anh ăn lá sung được đúng không? Quế à? Coi cái rỉa dâu nó ngon à. Đây. Rồi, cảm ơn con trai nhiều nha. Đây. Rồi. Ở đây bánh xèo miền Tây lúc nào cũng có đậu xanh nè. Đấy, ngon lắm. Nghĩ hai người mà ăn một cái cũng no anh Thức ha. Tại vì rất là to. Tôm nè. Đây ạ. Mời anh Thức. Mời anh Thức chấm thử nha. Để quả nước chấm nè. Vô anh. Vô. Yeah. Ồ, thấy á, ông nội á, mang rau ra nữa cả nhà. Bánh xèo, đó, mùi đã chưa? Ngon nha. Này mà không cần bánh tráng bỏ là ngon. Cái lá sung nó to. Đậu xanh. Topping cũng rất là nhiều nữa. Đậu xanh này. Bữa cái này đậu xanh nhiều ngon nha. Đấy. Địa chỉ của bé bán á là 21 Đông Bắc quận 12. Cái đó là chạy lên cái cầu nào lúc nhờ? Hả? Cầu Quang Trung, từ hướng Gò Vấp về là cầu Quang Trung. Đó, mình sẽ quẹo qua bên tay phải luôn. Ngay trường cao đẳng FPT đó nha. Ở đây chắc là ăn rau hay là giao gọi thêm là được miễn phí hết. Ôi cái đậu xanh nó đã chưa. Tôm này, chắc mùi à. Ôi ừ, ngon. Lần đầu tiên mình thấy ăn bánh xèo mà có lá sung. Ăn nó không có bị chát, và lá còn ngon đó nha. Còn phải lá sung mà. Ăn ngon. Tôi nói ăn lá sung nhiều á cũng tốt cho sức khỏe nữa. Mình sẽ thấy cái bạn Grab nè. Rồi khách vào rất là đông. Giờ anh Thức đang chiến cả nhà. À, nước chấm ngon quá, làm chén nước chấm thứ hai luôn. Ồ, tôm ngon, giòn ngọt ha. Trong lúc anh Thức ăn thì mình sẽ ra mình hỏi 48 cái bánh xèo của mình để đủ 50 cái là đã sắp xong như cả nhà. À, giờ thì ăn bánh cũng gần hết rồi. Anh thấy anh Thức thấy sao? Ok không? Ngon. Ngon hả? Tại vì bánh ăn rất là giòn mà tôm thì ngon. Đó, mới lại thấy thích nhất là cái phần đậu xanh á. Mình ăn kiểu như nó bùi bùi á cả nhà.
nên ăn rất là tuyệt vời luôn. Xem mà đây là bắt đầu là chắc cô chú vào. Con có chơi mạng xã hội không? Ô không hả? À, đây là một bé thì không có chơi mạng xã hội cả nhà, nhưng mà sau khi mà Thái với chồng Thái ăn rồi á thì bánh xèo rất là ngon đây cả nhà nam. À, phần thì bánh rất là giòn luôn và bên trong tôm nè, à, và cùng với topping nó ăn rất là bùi. Hiện tại thì bé bán ở địa chỉ là 21 đường Đông Bắc ấy em à, đường Tân Chánh Hiệp, nhưng mà hồi nãy Thái khu qua thì hình như là đường này là đổi sang đường Đông Bắc á cả nhà. Đường Tân Chánh Hiệp là đường cũ. Đây, đường Đông Bắc. 21 đường Đông Bắc nha cả nhà. Tí nữa là con bỏ vô bị là một phần là một cái hay là hai cái? Ờ, ok vậy bỏ vô cô một phần hai cái đi cho gọn ha. Là 48 cái là bao nhiêu bịch ta? Là 24 bịch đúng không? Ờ, em gái đang uống trà sữa ngon quá ha. Có khi nào mà làm mình mỏi tay không em? Không hả? Rồi thương quá. Nhưng mà coi chừng bị phỏng nha. Đổ bánh xèo là cái chảo nó nóng lắm, lửa lúc nào cũng hừng như vậy nè. Rồi con cứ đổ từ từ thôi. Một bàn lúc nào cũng sạch sẽ nha. Này, giỏi quá. Cái này là mình sẽ tranh thủ làm sẵn mấy cái bịch rau nha. Đây, chị Hai đang chỉ em Út cách bỏ bánh vào này. À, đang biếu ha. Không sao, từ từ làm con. À, hy vọng thì cô chú đến, mà nếu mà có cô chú đến ủng hộ á thì có gì sơ suất xíu thì mong cô chú bỏ qua cho các bé. Mình người lớn mình còn sơ suất mà, nhiều khi khách đông vào á thì thứ nhất là chảo nóng rất là dễ bị phỏng nè, thứ hai nữa thì các bé cũng còn nhỏ cũng phụ ông bà nội nè. Đây là lúc mà ông nội là ra là phụ rồi đúng không? Trời ơi, hai cặp má ửng hồng rồi kìa. Ơi không cần đến má hồng luôn nha. Giờ thì ông nội là đang đi gia phụ cho các bé nghỉ ngơi ra vô liên tục ở nhà. Thì rất là được sự yêu thương của quý ông cô chú với anh chị tới ủng hộ. Hôm bữa giờ được cô chú tới ủng hộ nhiều không con gái? Nhiều nữa hả? Con thấy vui không? Vui. Thấy các bé ở đây nở nụ cười là mình cảm thấy niềm hạnh phúc cả nhà ơi. À, nếu như cả nhà mình có đi ngang qua Hóc Môn này, quận 12 này hay là Long An thì mình có thể đến địa chỉ là 21 Đông Bắc ủng hộ cho các bé. À, đây là những cái bánh xèo đây. Ôi, đổ mà ăn luôn là rất là ngon. Đổ thì đúng không? Sáng giờ ăn chưa mà con ấy vậy? Sáng giờ con ăn chưa? Dạ chưa. Chưa ăn đó. Chắc là phục vụ làm. Sáng giờ làm nhiều, tại vì ở đây là theo em nghĩ là không có thuê ai hết á, thấy có ba bé à. Dạ, với lại ông bà nội là thay phiên nhau ra đổ bánh xèo. À, thôi con ăn nha. Đây. Người dễ thương quá à. À, lúc ông nội phụ chặt củi nha cả nhà, bà nội đã ra tay để phụ cái cháu rồi. À, trong lúc 48 cái bánh xèo của em Thái nữa thì cần sự giúp đỡ của ông bà nội. Và các bé thì đang làm rau để Thái mang về.
cho cô quay lại nha. Chào bà nội nha. Cảm ơn chị nha. Dạ, chào bà nội, cháu nội. Chào con gái chị nha. Táo này là táo bắt ăn người cò và chua, cái vị rất là ngon. Và trên đường mà Táo đi về đó, trên đường quen chua mà Táo hết được. Đây là ghé lại mua cho má nhà. Chắc giờ bây giờ Táo cũng sẽ xin chú chua tại đây thôi. Và hy vọng quý chị sẽ luôn đồng hành cho Thái Nga Biển. Và nếu như thích cho Thái Nga Biển thì hãy nhấn nút like và subscribe đăng ký cho Thái Nga Biển nha. Quán bánh xèo hồi nãy ngon lắm cả nhà ơi. Mà mình tới đó mình thấy được cái bé mà ông bà nội làm á, niềm nụ cười nhìn cái bé nên là rất là hạnh phúc. Tại vì một ngày nào đó thì thấy cũng sẽ quay trở lại và ăn tiếp. Lần sau thì dắt má tới ăn tại chỗ ăn luôn. Giờ này chị mua cho má những cái trái táo ngon nhất. Đó, táo ngon chưa? Quay nữa chị. Đây, táo má. Giờ này bye bye mọi người nha. To chân nhỏ. Đúng rồi, chân này bị tai biến nhẹ nè. Đi không được luôn. Mẹ ơi, cái mà má. Một cái này là đó là 2 ngày sau rồi đi xuống. Giờ là đi được rồi. À bây giờ là khỏe rồi, ngồi cầm điếu thuốc hút rồi. Bây giờ là bấm ngày thứ mấy rồi chú? 8, 5, 6. Chắc cũng 5, hơn tuần á. Tuần 5, 6, 7. 7 ngày. 7 ngày. Chân của chú này đâu cho con coi cặp chân đẹp nhất của chú à. Đây, đây quay nè. À chân này chân tay biến mà bị teo hôm bữa nè. Nhưng mà bây giờ con cảm thấy là hai chân là 9-10 nè, là đều rồi đó. Mong đỡ nhất luôn. Không, cái này là nó sưng nè, nó sưng. À không, cái này là khi mà chú bấm ai cũng vậy hết, không phải là riêng người tay biến sẽ dồn xuống. Đứng lên anh đi một xíu dạ, à, sẽ dồn xuống mà mai mốt từ cái này là nó hết. Ai cũng vậy, con lúc trước cũng vậy. Và cô vài bữa cô cũng sẽ vậy. Nhưng mà sau qua cái ngày hôm đó là mai là dù dù khỏe dù dù. Đâu? Mong đỡ nhất luôn chị. Dạ. Đó mà chú đi thử không? Hôm bữa là chú bữa chưa đi được. Đó. Nó bữa nào đâu có đi được. À bữa đó là không đi được. Không đi được, nay đi được rồi đó. Nó cứng luôn á, đơ dạ. luôn á. Đơ luôn. Ừ mà khi sư phụ bấm sao đau quá mới sợ quá nó đi đấy chứ. Sư phụ bấm đau quá giờ nó sợ nó đi. À, cái chân nó biết sợ sư phụ. Cái này mà nó sẹt xuống đi ngon lắm. Dạ dạ. Mai mốt là. Thế này cạo gió rồi. Thì nhức đau á. À. Được. À, giờ chú đi khỏe rồi. Cái này làm nó không nhức nữa. Còn đơ lắm mông. Mông teo hết mà. Dạ. Nói chung mai mốt là cái mông đẹp nha. Nói chung là mông đợi nhất rồi. Dạ, mông đợi nhất rồi. Dữ lắm. Ngồi xe cháu mà nó ấy là mình nữa đó. Đi từ từ có nhiều bữa thôi, mấy bữa đi có một mình là nhít. Dạ. Nhưng mà chú may mắn là mình vừa bị tái biến nhẹ cái là gặp đúng thầy rồi, luôn á. Với lại quá là mình mặt ở mấy bữa xanh lẻ, hôm nay là đỡ rồi, nay hồng hào rồi. À, con chào cô. Dạ. Dạ, cô tập bên đây lâu chưa cô? Cô tập việc xong là cô tập tới giờ. Dạ, cô cảm thấy ở đây là cô khỏe hơn nhiều không cô? Cô khỏe nhiều, hồi xuống cô xuống đây người cô bèo nghèo lắm. Dạ. Thầy sửa các thầy đây cứu cô lần thứ hai đó. Wow, giống như là mình sinh ra lần thứ hai luôn á cô. Rồi. À, cô có thể chia sẻ một xíu không cô? Cô rất là nhiều bệnh trừ ung thư tiểu đường vậy thôi. Còn dạ. mọi thứ rồi cô đều có hết. Dạ. Nhưng mà giờ này cô hết không khỏe mà thầy. Sự và các thầy ở đây cảm ơn sư tổ luôn. Đây, cảm ơn các thầy ở đây nhiều. À, con thì mới xuống đây khoảng 7-8 tháng thôi. Chú Hùng là đến đây là được bao lâu rồi chú? Chú đến là tháng này tháng thứ 9 rồi. Tháng thứ 9, chú thấy trong người đỡ không chú? Đỡ nhiều rồi, chú vào chú ngồi xe lăn mà. À, lúc trước là chú vào là đi là chú xe lăn. Đi xe lăn này. À, là chú đi xe lăn rồi, còn bây giờ là chú đi được luôn. Đi là đi bỏ đi đi. À, bỏ cây ra đi luôn. Wow. 9 tháng hả chú ha? Ừ. Dạ. À, chú thấy các thầy ở đây làm sao chú? Nói chung có thầy đây nhiệt tình, dạ. Tốt bụng, dạ. Làm việc có tâm.
Nhưng với Thái, đây là một quả đường cho giúp cho mình những bài tập thể dục, thể thao về sức khỏe. Và để mà đi tập trung với là các cô chú lớn tuổi này. Và nói chung ở đây là không phân biệt giới tính, không phân biệt độ tuổi. Dù bạn làm nghề nào, dù bạn ở đâu, nhưng đã đến với Nữ Sĩ, đây là một mái nhà, một mái nhà về sức khỏe. Ở đây có các cô, các chú trên 90 tuổi nè, còn có các anh bị tai biến nè. Và những người như Thái, như nhóm của Thái xuống thì là giới trẻ và xuống cần một sức khỏe. Ở đây thì các thầy nói là rất là quan tâm luôn. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đây là muối của bé Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là bộ cửa lấp nha cả nhà. Đây muối được hòa quyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào khạp. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì các con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái khạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn những quý khách hàng đầu tiên và những quý khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển, với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái. Mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này, hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe.